các bạn. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh của Cát Lê Tuyết nha. Hôm nay Tuyết là một cái người đi đường thôi, mà vô tình Tuyết đi ngang một cái cửa hàng ở trên đường Lê Thị Riêng, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây có địa chỉ là 34 Lê Thị Riêng nha các bạn. Tuyết thấy một cảnh tượng xếp hàng chen chúc nhau như thế này để vô mua hàng, mà Tuyết không biết có chuyện gì xảy ra đây. Thì bây giờ các bạn đi chung với Tuyết nha. Đây, các bạn đang coi một cái lượng người đang xếp hàng nè. Mình sẽ đến mình phỏng vấn các bạn này thêm như thế nào nha. Em ơi, cho chị hỏi là chị đi ngang đây chị thấy mình xếp hàng đông quá trời luôn, mà chị không biết mình đang chuẩn bị mua cái gì ở đây. Quần áo chị, đồ. Quần áo, mà quần áo chuyên cho giới trẻ các em hả? Dạ. Nó giống như thế nào ta? Tại vì chị đi ngang chị thấy. Ồ, các quần áo cho các bạn xịt tin như mô hình ở trên đây thôi nha các bạn. Nhưng mà không biết sao là mình lại đến đông như thế này em. Là mình coi ở trên mạng hay là mình coi thông tin ở đâu mình biết ở đây có giảm giá hay có gì không? Không. Vậy hả? Nhưng mà bao lâu thì có cái cảnh tượng xếp hàng như thế này? Chắc cỡ tuần hay tuần. Một tuần là mới có chương trình một lần hay sao? Dạ. Là nhưng mà chị nghĩ là có chương trình giảm giá thì các bạn mới biết tới chứ. Không, dạ. Nhưng mà có ai vô được bên trong chưa? Mua hàng, mua đồ mà phải xếp hàng. Thế thì sao các em kiên trì như thế nhỉ? Nó có cái gì để mà hấp dẫn mình? Vậy hả? Ok, chị cảm ơn em nha. Ê, có một cái bạn thương tích đầy người nhưng mà cũng cố gắng tới đây xếp hàng để mua nha các bạn. Ơi, Tuyết rất là tò mò, không biết có chuyện gì đây. Bị té hả? Bị té thì ở nhà nghỉ ngơi đi chứ tại sao tới đây xếp hàng chi mua cho vất vả vậy? Đồ á thì chị thấy theo chị thì đồ của giới trẻ tụi em cũng có nhiều nơi bán mà. Hả? Quay đồ quay kiểu như là nó đẹp vải cũng ok. Mà đồ chuyên về cái gì em? Dạ chuyên về thiết kế. Thiết kế. Đẹp. Đồ đẹp, phù hợp. Nhưng mà phong cách là chuyên về phong cách gì? Tuổi trẻ. Phong cách của giới trẻ hả? Chị thấy toàn là giới trẻ đứng đây nè các bạn. Một xếp hàng rất là dài. Đây nè, các bạn nhìn thấy không? Đã. Ủa thế thì đã có ai vô được bên trong mua cho em? Dạ rồi chị ơi. Thì tới em xếp hàng ở đây bao lâu mới được vô mua? Dạ, tụi chị ra tụi em vô. Từ mấy người trong cửa hàng mua xong đi ra rồi các bạn ở đây mới đi vô mua. Ồ mày có. Cảm ơn em. Xếp hàng mua đồ chứ đâu phải là xếp hàng mua đồ chứ đâu phải ngồi ở đây mua đồ được. Em ngồi ở đây là người ta chen cái dòng của em đi qua rồi làm sao? Em qua luôn. Vậy hả? Ôi. Kính chào bà con nha. Kính chào bà con cô bác nha. Các bạn này xếp hàng hồi nãy giờ bao lâu rồi? Dạ. 6 giờ sáng. 6 giờ sáng tới bây giờ là 9 giờ sáng nha các bạn. Ơi, không biết có cái gì đặc biệt ở đây hay không? Ai em dự đoán thì khoảng bao lâu thì em mới vô tới cái cửa hàng để mà chọn chứ? Dự đó. Ngày mai là 24 tiếng sau nha các bạn. Thế thì để chị đem chiếu mùng mòn tới đây chị bán cho tụi em nha. Dạ. Ok. Đây là cái cửa hàng này là bán chuyên đồ cho tụi em, cho lứa tuổi tụi em hả? Đúng. Mua về cho ba em ạ. Tụi em có học chung trường không? Dạ có. Ở đây mình bán đồ nữ không? Mình có bán đồ nam, có bán đồ nữ không? Dạ, nam nữ luôn. Nam và nữ luôn. Thế thì tại sao chị thấy nam xếp hàng nhiều hơn nữ ta? Dạ, em cũng biết. Vậy hả? Em đứng em xếp hàng ở đây lâu chưa? Dạ, lâu. Từ hồi mấy giờ tới giờ? Hồi đi học hả? 6 giờ sáng tới bây giờ 9 giờ là 3 tiếng. Nhưng mà em dự kiến là khoảng mấy giờ em mới vô được cửa hàng em mua? 9 giờ rồi. 9 giờ rưỡi là dự kiến khoảng nửa tiếng nữa vô, nhưng mà theo chị thì em cũng khoảng 3 tiếng nữa em mới vô mua được á. Tại vì cái dòng người ở đây nó đang rất là dài, em thấy không? Đây nè các bạn, túi ở đằng kia nha các bạn. Chị dự đoán là có khoảng mấy trăm người ta? Khoảng hả? Khoảng 150 người đang xếp hàng ở đây nha các bạn. Đây là Tuyết đang đứng ở giữa hàng nè. Oh my god. Chuyện gì đang xảy ra giữa lòng Sài Gòn đây các bạn ơi? Hello cô gái đẹp. Đứng trong mát mà phải sao? Phải che nắng dữ vậy cô nương. Hả? Em tới đây em xếp hàng lâu chưa? Dạ, 6 giờ rưỡi. 6 giờ rưỡi sáng tới giờ.
Thế thì tụi hai em có hẹn nhau à? Dạ. Tụi em có hẹn nhau à? Dạ. Wow, có nghĩa là mình thích cái phong cách quần áo ở đây và mình tới đây để mình chọn. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà sao chị thấy ở đây nam nhiều dữ vậy ta? Em không biết nữa, tại bồ em rủ đi. Bồ em thì em là bạn trai là bạn nào đâu? Dạ, bạn đứng ở dưới ạ. Ôi trời, thế thì hai người là chia xa nhau, lỡ anh kia đứng ở dưới cua em nào thì sao? Có đâu, em tin đỉnh mà. Vậy hả, em tin đỉnh mà. Nhưng mà em tới trước, em sẽ giành tới trước chứ không thèm đợi bồ luôn. Không, tại bồ em kêu lên đây thôi. Bồ em kêu lên đây, đây xí chỗ trước. Ok, cảm ơn em, hy vọng là em có được những cái bộ đồ đẹp ha. Cảm ơn ạ. Kế hoạch thì em sẽ vô trong đó được bao lâu nữa mình mới vô được trong cửa hàng? Em nghĩ chắc cũng 2 tiếng nữa. Bây giờ là 9 giờ. 6 giờ sáng tới 9 giờ là 3 tiếng rồi. Bây giờ 2 tiếng nữa là khoảng 5 tiếng nữa. Ok, chị chúc em thành công. Một tiếng nữa chị sẽ mang cơm hộp tới đây bán. Tụi em ăn cơm rồi chị mang cơm hộp chị đặt nha. Em mua cửa hàng ở đây được bao lâu rồi? Có mua được lần nào chưa? Dạ, một lần ạ. Thế thì cái bộ đồ em mặc này là phong cách của cửa hàng hay là ở đâu? Dạ, đây là phong cách của cửa hàng. Ồ, các bạn, đây là cái thời trang phong cách của cửa hàng mình mà các bạn đang xếp hàng nè mấy bạn. Thế thì chị phải chuẩn bị một cái bộ đồ giống như vậy đặng thử cái phong cách của chị nó có ra không. Đây là em mặc đồ của cửa hàng này hay sao? Cái áo thì của cửa hàng này chị không thấy thế là. Đây là cái áo nha các bạn, cái áo của cửa hàng nè. Là phong cách dành cho giới trẻ Stein. À đây là cuối của cái đoạn xếp hàng rồi nha mấy bạn. Các cô gái ngủ dậy trễ hơn thành ra đứng ở dưới cùng. Các anh nam thanh nữ tú dậy sớm sớm một chút thì đứng ở trên cao. Hello các em. Thế thì theo kế hoạch thì chị biết là khoảng 4 tiếng nữa tụi em mới vô tới cửa hàng đó. Thì tại sao lại có sự kiên trì như thế? Hả? Ơi, 4 tiếng nữa nha. Em tụi em thấy cái hàng của tụi em dài kìa. Dài khoảng 300 mét nha các bạn nha. Các bạn đứng xếp hàng khá là nghiêm túc và gọn gàng trên lề đường. Ok các bạn, đây là cửa hàng. Mình đang được các bạn nhân viên xếp hàng ở đây nè. Hello em. Sắp được vô. Cô canh YouTube lại gì con? Hả? Canh YouTube lại gì con? Ok, tí cô cho kênh YouTube của cô. Dạ, con dạng đăng ký một subscribe luôn. Rồi. Like video luôn. Rồi. Like video và nhớ ủng hộ cho cô nha. Đây, hai bạn này có mặt trên vô trước nha. Ok. Ok, các bạn có kêu gọi đồng bọn của mình tới đi mua không? Mẹ ơi, đừng lên TV mẹ ơi. Mẹ ơi, con được lên TV rồi mẹ ơi. Kênh vô trước một tí nữa chị lấy. Đây là các bạn, một tí nữa chị cho. Ô, đây là dòng xếp hàng nha mấy bạn. Ơi, cửa thì được đóng kín mít. Ai đã được vô trong rồi thì rất là chật chội ở bên trong, cửa được đóng kín mít. Đây nè, cái dòng người nha mấy bạn. Đây nè mấy bạn, nguyên một cái dòng người nha. Oh my god. Có 500 mét thôi, à có khoảng 300 mét thôi. Wow, đang review cửa hàng của mình đây. Em đã mua được cái gì chưa? Ồ, trời ơi. Ồ, mấy cái đồ này các bạn trẻ rất là thích nè. Em thấy giá cả ở đây thì sao? Giá hợp lý. Giá hợp lý hả? Ừ, em mua quá trời luôn nè. Bữa nay có khuyến mãi gì không? Dạ không, thì hôm nay là bán loại sản phẩm hot. Ồ, sản phẩm hot cho giới trẻ phải không? Các bạn Thu Ngân ở đây làm việc là tăng năng suất luôn. Đây là quản lý của cửa hàng mình nè. Wow. Bao nhiêu người. Đây là đồ đó các bạn. Nón xì tai nha. Ba lô xì tai.
Đây là cái kho chứa những cái size nè. Trời, em mua được gì chưa cô bé? Em mua được gì rồi? Đang đợi tính tiền ở đây hả? Đây là khu vực tính tiền, hàng đã được chọn nè các bạn. Bạn nào lấy ví ạ? Mình vô trong một tí xem cái sự đa dạng của sản phẩm nó như thế nào nha. Mấy cái áo này đúng là thích hợp cho các bạn trẻ. Mấy cái áo khác dễ thương nha các bạn. Sản phẩm không nhiều nhưng mà là sản phẩm hot trend. Oh my god, không thể tưởng tượng nổi. Đây là dòng người đang đứng đợi bên ngoài nha các bạn. Không thể tưởng tượng nổi. Bạn này mua hàng bây giờ là quá trời đông luôn nè. Hấp dẫn thiệt. Em ơi, chị thắc mắc là không biết là một ngày mình có thể phục vụ hết bao nhiêu con người ở đây nè. Xếp hàng quá trời luôn, chị cũng ngưỡng mộ cửa hàng mình quá. Khoảng bao nhiêu người? Ý là từ sáng tới chiều á mình phục vụ khoảng bao nhiêu khách? Không, tại vì em bán hết sản phẩm rồi. Xếp hàng hết sản phẩm thì thôi, có nghĩa là mấy bạn mà vô sao thì không còn sản phẩm, hết sản phẩm là đi về. Hẹn ngày khác lại. Thật là ngưỡng mộ. Chị thấy rồi. Lâu lâu chị chạy ngang chị thấy xếp hàng dài quá, bữa nay chị mới tò mò. Ok, cảm ơn em. Một hình thức kinh doanh rất là hot. Chắc phải mở tiệm kế bên cạnh tranh với em quá. Em là chủ ở đây hay sao? Chủ cửa hàng là quản lý ở đây. Đây là trưởng cửa hàng của chi nhánh trên đường Lê Thị Riêng, quận Nhất nha các bạn. Bạn này nói là của mình có 4 cửa hàng như thế này lận, và với hình thức xếp hàng như thế này thì không còn gì hết bằng nữa. Em có thể giới thiệu cái 4 chi nhánh cửa hàng của mình để cho các bạn tới theo dõi không? Thì 4 cửa hàng bên mình, đầu tiên là 34 Lê Thị Riêng, quận Nhất. Cái thứ hai là 68/8 Trần Quốc Khải, cái thứ ba là 26, tiếp theo nó nằm ở dưới The New Land Brown. Và 175 Trần Quốc Khải, quận 3. 175 Trần Quốc Khải nè. Cái tên của mình đọc cụ thể là cái gì ta? Fade Away. Chị cảm ơn em. Trời ơi, tuyệt vời quá mấy bạn ơi. Đây là có vài bạn ở trong cửa hàng ra, thế thì lại cho vài bạn ở ngoài cửa hàng đi vô. Thiệt là ngưỡng mộ hình thức kinh doanh này phải không mấy bạn? Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh cô Tuyết nha. Đây là quần áo của cửa hàng nè. Nhớ khuyến mãi cho Tuyết cái nút subscribe kênh nha các bạn nha.